Xin kính chào quý cụ ông, cụ bà và toàn thể anh chị em có là Linh Mục Phêrô Phạm Duy Khánh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình 5 phút với phụng vụ thánh lễ hay là 5 phút với bí tích thánh thể. Và câu hỏi lần này con xin mời quý vị ở chúng ta cùng đi vào câu hỏi rằng là nếu một người bị dị ứng với bột lúa mì hoặc là bị bệnh coeliac hay là bệnh không dung dung nhạt không dung nạp gluten thì phải làm sao? Để bắt đầu con xin uh, nói một cái kinh nghiệm của con Có lẽ là đối với cả người Việt của chúng ta Nhất là những người từ Việt Nam mới qua Chúng ta sẽ ngạc nhiên bởi vì người Hoa Kỳ này Có rất là nhiều người Họ bị dị ứng Dị ứng với nhiều cái chất Có người thì uh, dị ứng ăn quả chuối Có người thì dị ứng khoai tây Có người thì dị ứng thời tiết Ra ngoài thời tiết mặt nó cứ sưng vù lên đại khái rằng là Thời tiết nó thay đổi và mấy năm vừa mấy năm vừa qua thì con có cử hành cái thánh lễ dành cho các em xưng tội nước lễ lần đầu và trên cái bàn à, bàn thờ đó thì cùng với tất cả những cái bánh mà chúng ta vẫn thường thấy được dọn trong các thánh lễ thì có một cái hộp nhỏ nó có hai cái bánh cũng được làm giống như bánh lễ nhưng mà được đặt riêng ra lúc bấy giờ thì con không biết thì con mới hỏi thầy phó tế rằng cái bánh này uh, nó làm sao đây? Tại sao lại đặt riêng ấy như vậy? thì thầy phó tế mới giải thích cho con đây là cái bánh mà dành riêng cho những người bị bệnh coeliac. có nghĩa là trong cái cơ thể của họ họ không dung nhạt nạp được cái chất gọi là gluten nó có trong bột lúa mì và với nhiều trường hợp thì những người mà vô tình họ ăn cái miếng bánh mà họ đang bị mắc bệnh đó, họ ăn miếng bánh lễ bình thường thì nó có nguy hiểm và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của họ. Vậy nên với những cái người có cái gọi là bị dị ứng với cái chất gluten có ở trong cái bánh lễ thông thường thì giáo hội Hoa Kỳ đã cho phép họ được sử dụng cái loại bánh mà nó có cái hàm lượng gluten rất là thấp, rất thấp, cũng là một lúa mì đấy nhưng mà họ loại trừ đi 10 phần thì bây giờ họ loại trừ bảy gọi là tám phần chỉ còn lại một phần nhỏ ở trong đó thôi để không ảnh hưởng đến cái 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 sức khỏe của họ và có người hỏi vậy thì tại sao không 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 cho họ uh, chấm bánh cũng được gọi là họ lấy cái đấy nếu mà họ chấm mình thánh hay là một cái gì đó một cái hay là chỉ uống máu thánh có được không xin thương là nếu với những người như vậy họ không có dị ứng với với cả rượu nho nguyên chất thì họ thay vì họ rước mình thánh họ có thể hiệp lễ bằng uống máu thánh uống máu thánh nhưng mà ở một số trường hợp thì thưa quý ông bà và anh chị em chúng ta cũng phải để ý là khi mà họ uống máu thánh như thế thông thường thì trong phần hiệp lễ thì Linh Mục bẻ một cái màu bánh nhỏ và cho và có chén rượu. Với nhiều người thì chỉ một cái màu nhỏ như vậy nó cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người ta. Rất là khó. Và trong những cái trường hợp mà nó đặc biệt như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Và cái văn thư của Ủy ban Phụng tử của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ uh, ban hành vào tháng 11 năm 2003 có khuyến khích những người mà quá mẫn cảm, quá nhạy cảm và hay bị dị ứng uh, với bột lúa mì hoặc là bị bệnh uh, coeliac uh, gọi là không uh, dung nạp được uh, chất gluten có ở trong uh, bánh dùng để dân lễ thì hội đồng giám mục hoa kỳ khuyên họ là hãy rước lễ thiêng liêng, hãy hiệp thông với cả cộng đoàn rước lễ thiêng liêng dĩ nhiên rằng là, là trong cái cái việc rước lễ thiêng liêng với cả cái những cái điều kiện nó đầy đủ và cần thiết như vậy ơn của Chúa xuống cho họ cũng không kém với cả cái việc mà họ phải gọi là không được rước lễ thực sự vậy thì tóm lại với những người mà bị dị ứng với bột lúa mì hoặc là bị bệnh gọi là coeliac thì xin quý ông bà và anh chị em chúng ta lưu ý là phải rất cẩn trọng nếu có thể rước máu thánh được thì rước, nếu có thể sử dụng cái bánh mà nó có hàm lượng gluten nó thấp thì sử dụng. Còn nếu mà bằng không trong cái trường hợp mà không có cái khả năng đó, không có cái điều kiện và cơ hội đó thì những người bị bệnh đó hãy rước lễ thiêng liêng để đón nhận Chúa vào trong lòng mình một cách thiêng liêng xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới thân áo và chào tạm biệt quý vị